Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 47 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và đây cũng là một bài viết chính tả, đích tê, bài số 4. Chúng ta đã viết được 3 bài rồi. Và nội dung của bài chính tả này đó là mô tả một người. Một người là une personne. Và động từ mô tả thì có lẽ chúng ta một số đông người chưa có học. Đây là một động từ nhóm 3, décrire, mô tả một con người. Và như thường lệ, trước khi viết bài chính tả này thì tôi sẽ hướng dẫn các cái chữ mới, hướng dẫn những cái chỗ phải đọc nối, hướng dẫn một vài ba các kiến thức lạ để chúng ta có thể hiểu và viết chính tả cho nó đúng. Và khi tôi hướng dẫn cái bài chính tả này thì xin các anh chị cũng chịu khó học thêm được một số các cái từ ngữ mới. Nếu ai chưa biết thì học thêm. Bởi vì đây là một cái bài không có quá dài, nó chỉ có một vài ba từ ngữ mới thôi. Rồi nhất là các cái chỗ mà, ví dụ như là một cái chỗ về vân phạm về ngữ pháp á, chẳng hạn như chữ đờ này này, và chữ đờ này tôi sẽ giải thích kỹ, xin các anh chị coi lại, để cho một mặt là chúng ta viết chính tả là chúng ta để ý tới các cái nét chữ, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hiểu luôn về ý nghĩa của nó. Marc n'est pas très grand. Grand là tính từ qualificative, tính từ chỉ chất, chỉ phẩm chất, có nghĩa là to lớn, chẳng hạn như một cái nhà to, một thành phố lớn. Như ở đây khi dùng cho người thì người ta không nói là to, người ta không nói là lớn, mà người ta nói là cao. Marc n'est pas très grand. Anh Marc không có quá cao. Très là rất, rất cao. Nhưng mà phủ định đi, ne pas, thì nó lại không có quá cao. Khi chúng ta dùng một tính từ, thì đứng trước phải là động từ être. Động từ être nó đi với một cái tính từ, nó nói lên một cái tính chất. Marc thì không có quá cao lớn. Il a les cheveux blonds. Bây giờ chúng ta lại đổi qua dùng động từ avoir, bởi vì đi sau là một danh từ. Có thì phải có một cái danh từ, có sách, có vở, có anh, có chị, có bàn, có ghế. Như vậy là phải đi với một danh từ, trong khi être thì đi với tính từ, avoir đi với danh từ. Anh ta có mái tóc màu hoe hoe đỏ. Blond là một cái tính từ, thường thường người ta nói về râu tóc á. Người phương Tây, cái tóc của họ nó màu vàng và nhiều khi vàng hơi đậm, nó thiên về cái màu đỏ thì gọi là màu blond. Và chữ cheveux này chúng ta coi ở bên dưới, một sợi tóc thì là un cheveux, mà nhiều sợi tóc thì là des cheveux, người ta không thêm s như các cái trường hợp khác, mà đây là trường hợp đặc biệt. Các danh từ tận cùng bằng ou này thì đổi qua số nhiều nó là oux, là chúng ta sẽ học trong một cái bài nói về số nhiều của các danh từ nhé. Ở đây là trường hợp đặc biệt chúng ta thêm x, và điều quan trọng là chúng ta phải để ý tại sao lại dùng lê, ở chỗ khác thì dùng đề, rồi a un đề, mà tại sao đi dùng lê. Để chúng ta nói nhé, một tính từ, một cái mạo từ không xác định là a khi đổi ra số nhiều phải là đề, nhưng mà mạo từ xác định le la thì đổi qua số nhiều thì là lê. Vậy khi nào chúng ta dùng a un đề, article indefini, khi nào chúng ta dùng le la lê, article indefini, thì chúng ta có một cái quy tắc là khi một cái danh từ đã được xác định rõ là tên, tuổi, vị trí, sở hữu gì đó, thì người ta dùng mạo từ xác định. Ví dụ, le supermarché Co-opmart, chúng ta chỉ ở đây là cái gì? Thì người ta nói giới thiệu đây là siêu thị Co-opmart, như vậy nó có tên, có tuổi rồi. Người ta dùng mạo từ xác định, le la lê, le đi với danh từ giống được số ít, la đi với danh từ giống cái số ít, còn lê thì đi với tất cả các danh từ số nhiều. À, bất kể nó là giống được hay giống cái. Nhưng mà nếu chúng ta bảo đây là một cái siêu thị, ở gần nhà tôi có một cái siêu thị, mình không nêu cái tên của nó ra, mình không nói thêm một cái tính chất nào hết của nó ra, mình chỉ nói là có một cái siêu thị, thì chúng ta phải dùng mạo từ không xác định, article indefini. Mạo từ không xác định gồm có ba chữ: ai, un, đề. Ai dùng cho danh từ giống được số ít, un đi với danh từ giống cái số ít, và đề dùng cho danh từ số nhiều. Bất kể nó là giống được hay giống cái, như vậy chúng ta có hai cái bộ này chúng ta phải để ý nhé. Khi nào xác định được danh tính, số lượng, tất cả những cái tính chất của nó thì dùng mạo từ xác định. Khi nào chúng ta không xác định được, chúng ta chỉ nói một cách chung chung thì dùng mạo từ không xác định. Thì ở đây chúng ta dùng les cheveux blonds là mạo từ xác định là như thế này. Trước hết chúng ta coi un cheveu là một sợi tóc, des cheveux không phải là những sợi tóc mà là mái tóc. Không ai nói là những sợi tóc của anh ấy đen, những sợi tóc của anh ấy màu hoe đỏ, mà người ta nói là mái tóc, và con người chỉ có một mái tóc, không thể có hai mái tóc được. Như vậy đây là xác định được rồi. In la les cheveux blonds. Như vậy chúng ta dùng mạo từ xác định, bởi vì trên đầu chỉ có một cái mái tóc thôi.
In la de cheveux blonds. Chẳng hạn như thế này, trong cái mái tóc này nó lại một mái tóc của chúng ta đang màu đen nhé, và bây giờ người ta phát hiện ra có những sợi tóc bạc thì chắc dứt khoát phải dùng mạo từ không xác định, de cheveux. Còn đây là cả một cái mái tóc của một con người có nguyên một cái bộ tóc như thế này ở trên người mình thì chúng ta dùng mạo từ xác định. Il a des lunettes, anh ta có cặp kính. Kính là một cái danh từ luôn luôn ở số nhiều, chữ lunette này. Dù chúng ta có một cái kính đeo trên mắt thôi cũng dùng les lunettes, nó là luôn luôn một danh từ luôn luôn là số nhiều. Và đây người ta dùng mạo từ xác định. Xin lỗi, mạo từ không xác định là bởi vì nó đi với cái bộ a uyên đề, nếu có một thì dùng a, hoặc là uyên nếu có nhiều thì dùng đề. Anh ta có cặp kính, chúng ta không nói kính gì hiệu gì, anh ta có cặp kính, anh ta có một cái áo t-shirt. Chúng ta biết đây là một cái danh từ không xác định. Anh ta mặc, động từ porter là mặc ở trên người. Tất cả những cái gì mà chúng ta mang ở trên người thì đều là porter hết. Và thường thường chúng ta gọi là mặc, thực sự nó cũng không có sai, nhưng mà nó không có đủ. Quần áo thì là mặc, bởi đeo cravat thì là đeo, rồi đồng hồ thì là mang, là đeo kính thì là đeo kính, rồi khẩu trang thì mang khẩu trang, rồi nón bảo hiểm, mũ nón thì chúng ta là đội, ba lô thì chúng ta gọi là đeo, rồi những người nông dân mang một khúc gỗ ở trên trên vai thì gọi là vác, vân vân. Tất cả những cái gì mà chúng ta mang ở trên cơ thể của mình thì đều dùng động từ porter. Anh ta mặc một cái áo t-shirt màu trắng. T-shirt là một danh từ tiếng Anh, t phát âm theo mẫu từ của tiếng Anh, cái chữ này chữ t, và shirt t-shirt một cái áo thun để chui chui qua đầu, không có cái hàng khuy để gài, màu trắng. Un pantalon bleu, một cái quần tây màu xanh da trời. Et de jolies chaussures blanches. Blanche là màu trắng, giống cái, đi với danh từ giống cái. Chaussures là một cái danh từ giống cái, do đó tính từ blanche phải dùng giống cái. Jolie là đẹp. Chúng ta thấy danh từ chaussures này có hai tính từ đi để bổ nghĩa cho nó, thì tại sao một cái đứng trước, một cái đứng sau? Có phải là chúng ta để một cái đứng trước, một cái đứng sau để cho nó cân đối không? Không phải. Tính từ nào được phép đứng trước thì chúng ta cho nó đứng trước. Jolie là một trong những tính từ được phép đứng trước, chúng ta để trước. Blanche là tính từ chỉ màu sắc, luôn luôn phải đứng sau, chúng ta để sau. Như vậy tôi xin nhắc lại cái quy tắc này. Khi chúng ta thấy tính từ, nếu chúng ta biết nó là những tính từ được phép đứng trước, chúng ta để trước. Chúng ta thấy những cái tính từ này bắt buộc phải đứng sau, chúng ta để sau. Và nếu có hai cái loại tính từ đó thì chúng ta để một cái trước cái sau, do cái quy tắc là nó được phép đứng trước, nó phải đứng sau, chứ không phải là chúng ta để một cái trước một cái sau cho nó cân đối. Nếu chúng ta có hai cái tính từ mà bắt buộc phải đứng sau, chúng ta cho nó đứng sau hết, và chúng ta để chữ E vào. Anh ta có một đôi giày màu trắng và rất sạch sẽ, ví dụ như vậy. Chúng ta để chữ E, giày trắng thì thường thường nó bẩn, ở đây chúng ta cho cái tính từ màu sạch sẽ vào thì chúng ta thấy chữ proper bắt buộc phải đứng sau thì chúng ta vẫn để phía sau, và nối hai tính từ này bằng cái liên từ E. Tôi xin nhắc lại như vậy, bởi đây là một tính từ được phép đứng trước. Và bây giờ có một cái vấn đề chúng ta cần nói luôn, tại sao ở trên là D, ở đây lại là D, ở đây cũng là D luôn này. Tại sao cứ danh từ số nhiều mà ta dùng D, nhưng mà bây giờ gặp một cái danh từ số nhiều là đôi giày đẹp màu trắng, chúng ta lại dùng D? Thì chúng ta có một cái quy tắc là khi chữ đề này này mà đứng trước một tính từ thì nó không dùng đề nữa mà đổi thành đờ. Và chúng ta biết là có rất ít tính từ được phép đứng trước, và khi gặp cái tính từ được phép đứng trước này thì người ta không dùng đề mà ta dùng đờ. Thực chất nó là đề, thực chất nó là đề, bởi vì cái bộ của nó là a uyên đề. Khi số ít thì là dùng a uyên, khi số nhiều thì dùng đề. Như vậy không dùng số ít thì dùng số nhiều là đề, thực chất là chữ đề. Nhưng mà nó bị một cái quy tắc chi phối, đó là khi nó đứng trước một tính từ thì nó biến thành đờ, bỏ chữ SD. Và tại sao lại có tính từ này thì chúng ta vừa mới nói có một số ít tính từ được phép đứng trước. Như vậy chúng ta có thể đọc cái hàng này như sau: In porte un t-shirt blanc. Từ đây không có vấn đề gì hết nhé. Anh ta mặc một cái áo t-shirt màu trắng. Un pantalon bleu. Anh ta mặc một cái quần tây màu xanh. Et de jolies chaussures blanches. Blanche, ở đây chúng ta khơi dịch là mặc, áo mặc quần nhé. Nhưng mà giày, anh ta đi một đôi giày màu trắng rất là đẹp. Và ở đây đề thì biến thành đờ. Il n'a pas de veste. Áo vest là cái áo khoác bên ngoài đó. Il n'a pas de. Il là thì chúng ta để
mạo từ bình thường, nhưng mà inapada thì không để mạo từ nữa. Ở đây vest phải nó có mạo từ, nó là danh từ thì phải nó có mạo từ, mà đây là một danh từ feminine thì nó phải có mạo từ la. Giống như ở trên này anh ta có mái tóc rồi anh ta có cái gì đó. Nhưng do bởi đây là phủ định thì người ta không dùng mạo từ. Và đây là quy tắc chung cho tất cả mọi mọi trường hợp là mạo từ nhé. Anh ta không có áo khoác, anh ta không có gia đình, anh ta không có vợ con, anh ta không có anh trai, không có chị gái, anh ta không có ô tô, anh ta không có tiền. Tất cả mọi thứ thì đều là in the other. Lấy ví dụ nhé, anh ta không có tiền, inapa đạp rộng. Tại sao anh ta đi đi xe buýt mà anh ta không đi ô tô? Bởi vì anh ta không có ô tô. Tại sao không có ô tô? Bởi vì anh ta không có tiền. Rồi anh ta không có ô tô này, inapa de voiture. Rồi anh ta không có inapa, anh ta không có thời gian, inapa de temps. Anh ta không có gì nữa, inapa de ordinateur. Ordinateur là một danh từ mở đầu bằng nguyên âm thì chúng ta lược đi. Trên này accent, danh từ mở đầu bằng nguyên âm chúng ta không để de mà de apostrophe. Ordinateur cũng như vậy. Đó là những cái danh từ mà chúng ta thấy nhé. Anh ta không có những danh từ cụ thể như không có áo vest, không có tiền, không có xe hơi, không có thời gian, không có máy toán, máy điện, máy máy tính. Bây giờ anh ta không có ý chí. Inapa de volonté. Như vậy chúng ta có một quy tắc như thế này này. Khi đi sau một cái công thức phủ định ở đây là napa de thì phía sau hoàn toàn không có mạo từ. Chúng ta thấy không có mạo từ như thế này. Nếu có thì phải có mạo từ in la le này, in la de này, ở dưới này nữa in la a này, in la une này. Nhưng mà nếu không có thì người các cái mạo từ biến mất, mạo từ le la le, mạo từ a une de đều biến mất hết và để cái danh từ đi sát với chữ de. Il n'a pas de veste, il n'a pas d'argent, il n'a pas de temps, il n'a pas d'ordinateur. Và kể cả các cái danh từ trừu tượng, anh ta không có ý chí cũng không có mạo từ luôn. Đó là cái quy tắc chung. Tôi xin nêu ra như vậy để cho các anh chị tham khảo còn rất nhiều. Ở đây chúng ta nói là il n'a pas de veste, anh ta không có áo khoác bên ngoài. Son frère est à côté, son là tính từ sở hữu. Anh trai của anh ta thì đang ở bên cạnh anh ta. Il porte aussi, il là cái người anh này này. Porte là mang ở trên người, anh ta cũng đeo. Aussi là cũng, des lunettes rouges, anh ta cũng đeo những cái kính màu đỏ. Ở trên chúng ta thấy này, cái anh này, anh Mark thì có, il a des lunettes, anh của Mark cũng có, il a des, chúng ta dùng a une des. Il a un pantalon, anh ta có một cái quần màu xanh lá cây. Như vậy chúng ta cũng dùng mạo từ không xác định, article indefinite, à, une des này. Et une chemise blanche, và một cái áo sơ mi màu trắng. Và sau đây chúng ta coi các cái hình của các cái đồ vật mà chúng ta vừa mới gặp ở trong bài. Un t-shirt, chúng ta thấy nó giống chữ T không? Nếu mà cho vào cái móc áo treo lên thì cái này nó chạy qua đây, cái này chạy qua bên này thì giống hệt như chữ T. T là chữ T, t-shirt, một cái áo thun, và chúng ta phải chui cái đầu vào trong cái lỗ này chứ không có cái hàng khuy để mà chúng ta mặc vào. Un pantalon là quần tây, một quần tây này của phái nam. Thì thường thường ở trong các cái cửa tiệm bán hàng người ta để rõ pantalon homme. Chúng ta đi vào một cái siêu thị, một cái cửa hàng bán quần áo rất là nhiều mênh mông thì người ta để trên hơi hơi cao một chút, người ta để pantalon homme. Nếu chúng ta muốn mua quần tây cho phái nam thì chúng ta cứ tìm cái chữ này đi vào để khỏi mất công đi vào các cái khu vực khác. Rồi nếu chúng ta muốn mua một cái quần tây cho phái nữ thì chúng ta tìm ở trên cái chỗ có cái biển hiệu là pantalon femme, mà quần tây cho phụ nữ, để khỏi mất công đi vào các cái chỗ của đàn ông, của trẻ em, của giày dép vân vân. Đây là quần tây cho phái nam, quần tây cho phái nữ. Và ở bên dưới chúng ta có cái áo sơ mi. Áo sơ mi tiếng Việt Nam dịch ra cũng là áo sơ mi, une chemise. Và đây là cái áo vest, là cái áo khoác bên ngoài. Chúng ta có áo khoác bên ngoài của phái nam, vest homme. Vest là người ta mặc ra ngoài nhé. Bên trong dứt khoát là phải có một cái áo khác, có thể là áo thun cũng được,
Có thể là áo sơ mi nhưng mà phải có một cái áo, không ai mặc cái áo vest này thẳng vào da thịt mình hết. Như vậy người ta gọi là áo khoác ngoài. Phụ nữ cũng có áo vest, chúng ta gọi là invest the farm, cũng giống như bên trên. Khi chúng ta đi vào một cái cửa hàng, một cái siêu thị bán rất nhiều quần áo có nhiều khu vực khác nhau, chúng ta cứ nhìn xem chỗ nào có cái bảng để là vest the farm mà chúng ta đi thẳng chỗ đó thì nó có các cái quần áo mà chúng ta đang muốn tìm cho phụ nữ, or cho phái nam. Sau đây tôi xin giới thiệu cái sự khác biệt giữa hai cái danh từ investor và investor. Thực sự hai cái danh từ này đồng nghĩa với nhau, nó đều là cái áo khoác bên ngoài, nhưng người ta dùng áo vest một cách chung chung. Cái anh này anh cũng mặc áo vest này, anh có cái áo vest rồi, rồi cái cô này cũng có một cái áo vest này. Trong khi veston á, thì dùng cho một cái bộ complet. Chúng ta thấy đây là một cái bộ complet. Complet là một cái bộ có áo với có quần cùng bằng một chất vải, cùng một màu, nó đi đôi với nhau. Complet có nghĩa là đầy đủ, trên và dưới giống nhau về chất vải, về màu sắc. Trong khi chúng ta thấy cái áo vest này, anh ta có thể mặc với quần jean cũng được, rồi anh ta có thể mặc với quần đen cũng được. Cô này cũng vậy, mặc cái áo màu hơi hơi đỏ đi với cái quần đen không sao cả, bởi vì nó là áo vest, áo khoác. Trong khi mặc với bộ complet, như chúng ta thấy là các cái người mà đi dự các cái sự kiện quan trọng ấy, họ mặc như thế này, họ không thể mặc như thế này được. Như thế này nó lịch sự hơn, trên dưới giống nhau cùng một chất liệu vải, cùng một màu, người ta gọi là complet. Và cái áo này gọi là áo veston, áo này gọi là áo vest. Thực sự hai cái áo này chúng ta thấy nó giống nhau, nó khoác ở bên ngoài nhưng mà nó có cái tên khác nhau một chút như vậy. Ở bài chính tả mà tôi vừa mới hướng dẫn các anh chị thì nó cũng không có quá dài, nó không có quá nhiều, nhưng mà chúng ta cũng nên để ý, thứ nhất là để ý cách dùng mạo từ article indefinite và article definite. Chúng ta có bộ mạo từ không xác định là ai in đề, chúng ta có cái bộ mạo từ xác định là lơ la lê. Chúng ta phải phân biệt cái cách dùng giữa hai cái bộ mạo từ này, đó là cái thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta để ý chữ đờ thế này. Chữ đờ này thực chất nó ra là chữ đề, bởi vì nó là nằm trong cái bộ mạo từ không xác định, nó là ai in đề. Nhưng bây giờ người ta không thể để chữ đề này, người ta bỏ chữ s đi, là đờ là do bởi nó đứng trước một tính từ. Chúng ta thấy đây nó là đề bởi vì đứng trước nó, đứng sau nó là một danh từ chứ không phải là một tính từ. Nó đứng trước một tính từ thì phải đề biến thành đờ. Trường hợp thứ hai, chữ đờ này là đi với một công thức phủ định, anh ta không có. Tôi đưa ra một số các cái ví dụ này. Có thì chúng ta để bình thường, anh ta có mái tóc màu đỏ, anh ta có cặp kính, anh ta có cái quần tây màu xanh, anh ta có cái áo sơ mi màu trắng. Nhưng mà anh ta không có bất cứ cái gì, dù là danh từ cụ thể như là tiền bạc xe nhà vân vân, hoặc là trừu tượng như là anh ta không có ý chí, anh ta không có cái tham vọng, anh ta không có cái ham muốn, tất cả những là trừu tượng. Bất kể chúng ta cứ thấy danh từ thì chúng ta không để mạo từ. Các anh chị thấy chỗ này không có mạo từ gì hết, in a pair of vest, đây là một danh từ nhưng mà không để mạo từ. Và bây giờ tôi xin đọc một lần theo cái cách của tôi để cho các anh chị thấy. Marc n'est pas très grand. Il a les cheveux blonds. Point. Il a des lunettes. Point. Il porte un t-shirt blanc, virgule, un pantalon bleu et de jolies chaussures blanches. Point. Son frère est à côté. Point. Il porte aussi des lunettes rouges. Point. Il a un pantalon vert et une chemise blanche. Cũng như trong các cái bài trước, nếu tới đây có một số anh chị có nhu cầu cần coi lại cho kỹ để chúng ta tập viết á, thì các anh chị dừng máy lại nhé, chứ tôi không có thể để cái máy vài ba phút đứng như thế này. Xin các anh chị dừng máy lại, các anh chị coi cái bản văn này xem cái chỗ nào mình cần lưu ý để cho nó khỏi sai. Và theo ý tôi nó có hai cái chỗ rất có thể sai này. Đây là tính từ blanc đổi qua giống cái blanche, người ta sẽ cho chúng ta nghe cái âm sh. Il porte un t-shirt blanc, blanc không có chữ c nhé, et de jolies chaussures blanches, blanches. Ở dưới này cũng như vậy này, il a un pantalon vert et une chemise blanche, blanche, blanche. Ở đây là blanc và tính từ jolie, chúng ta thấy nó có ôm yê bởi vì nó đi với một cái danh từ giống cái, và chúng ta gọi chữ này là ôm yê. Trong các lần trước tôi đã giới thiệu đây là người ta gọi là
chữ ơ này này là ôm yê, ký tự này là ơ câm. Câm tức là nó không có phát ra một cái âm thanh nào hết. Một người câm thì không thể nói được, thì cũng là myê. Bây giờ một cái ký tự người ta gọi đây là ký tự ô myê, bởi vì nó không phát ra âm thanh nào hết. Nếu chúng ta bỏ đi, nếu đi với một cái danh từ giống được Jolie như thế này thì cũng là Jolie, ở đi đi với một danh từ giống cái là Jolie thì nó cũng là Jolie, người ta gọi là ô myê. Và cái chỗ này chúng ta rất có thể sai nhé, bởi khi đọc chúng ta sẽ không viết chữ ơ này vào. Tôi xin lưu ý các anh chị hai chỗ nhé, Jolie này đi theo với danh từ giống cái này thì nó có ơ này, và là số nhiều này thì nó có s ơ s. Và tôi xin lưu ý điều thứ hai nữa là blanc, blanche. Nếu các anh chị có nhu cầu, các anh chị cứ dừng máy lại chỗ này nhé, để tiếp tục theo dõi, để thực tập các cái chữ mà mình cảm thấy mình chưa có thể viết được đó. Và bây giờ tôi xin đọc bài này theo cái tốc độ của bài viết chính tả. Nous commençons la dictée. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài chính tả. Marc n'est pas grand. Point. Marc n'est pas grand. Marc n'est pas grand. Point. Il a les cheveux blonds. Il a les cheveux blonds. Point. Il a les cheveux blonds. Point. Il a des lunettes. Point. Il a des lunettes. Point. Il porte un t-shirt blanc, virgule. Il porte un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc, virgule. Un pantalon bleu. Un pantalon bleu et de jolies chaussures blanches. Un pantalon bleu et de jolies chaussures blanches. Point. Il n'a pas de veste. Il n'a pas de veste. Point. Son frère est à côté. Son frère est à côté. Son frère est à côté. Point. Il porte aussi des lunettes rouges. Il porte aussi des lunettes rouges. Point. Tôi đọc lại cả cái hàng này. Son frère est à côté. Point. Il porte aussi des lunettes rouges. Point. Il a un pantalon vert. Il a un pantalon vert. Un pantalon vert. Et une chemise blanche. Et une chemise blanche. Je relis la dictée. Lis là động từ, lire là đọc, re là đọc lại. Tôi đọc lại bài chính tả này. Marc n'est pas grand. Point. Il a les cheveux blonds. Point. Il a des lunettes. Point. Il porte un t-shirt blanc, virgule, un pantalon bleu et de jolies chaussures blanches. Point. Il n'a pas de veste. Point. Son frère est à côté. Point. Il porte aussi des lunettes rouges. Point. Il a un pantalon vert et une chemise blanche. Trước khi trở về phần bài
Đích tên để cho các anh chị dò lại xem chúng ta viết đúng hay có sai chỗ nào không nhé. Thì tôi xin giới thiệu, đây là một cái cảnh nổi tiếng của thành phố Marseille. Marseille là thành phố lớn thứ hai của Pháp, nó ở cực nam, nó sát Địa Trung Hải. Ở đây chỉ là một phần của thành phố thôi. Thành phố này rất lớn, lớn thứ hai của Pháp và nó rất là cổ. Nó xây từ cái thời xưa, từ cả mấy trăm năm, mấy ngàn năm đó. Và chúng ta thấy nó có hai cái vị trí đặc biệt nó thể hiện trên cái hình này này. Cái đặc điểm thứ nhất là ở phía phía dưới chúng ta thấy đây là bến cảng cũ Le Vieux-Port. Ngày xưa nó đã là bến cảng tấp nập tàu thuyền và bây giờ người ta vẫn giữ lại, cũng có những cái thuyền đánh cá và thường thường là du thuyền ở ngay phố này. Đây là cái mặt tiền phố này. Và đặc điểm thứ hai đây là có một ngọn núi cao, trên ngọn núi này có một cái nhà thờ và người ta gọi nhà thờ này là Notre Dame de la Garde. Ở trên có một cái tượng tượng Đức Mẹ nhìn ra, chúng ta thấy nhìn ra biển Địa Trung Hải. Nếu chúng ta đi lên trên cái đồi này này thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn ra, trước hết là cái bến cảng nhé, đi xa xa là biển Địa Trung Hải. Và chúng ta đã biết là khi nói tới biển thì nói tới giông tố bão táp, thì ở đây ý nói là để cái bức tượng này lên để xin che chở cho tất cả mọi người được yên ổn, không bị phong ta bão tố đó. Gác rồi là giữ gìn. Ở đây là Marseille Le Vieux-Port, Vieux là già, là cũ xưa, Port là bến cảng, và Notre Dame de la Garde là cái nhà thờ này trên rất là cao. Chúng ta đứng từ trên này là nhìn thấy toàn cảnh của cái thành phố, không phải là tất cả. Chúng ta có thể nhìn được rất là xa. Đây là cái phần của cái biển nội địa đi vào trong bến cảng này, rồi xa xa là biển Địa Trung Hải. Phía bên kia của biển chúng ta biết nó là châu Phi đó, các nước Tunisia, Maroc, Algeria, nó nằm bên kia biển. Và bây giờ chúng ta coi lại bài chính tả này. Tôi xin đọc nhé, rồi xin các chị dò theo cái phần mà mình đã viết này. Marc n'est pas très grand. Point. Il a les cheveux blonds. Point. Il a des lunettes. Point. Il porte un t-shirt blanc, virgule, un pantalon bleu et de jolies chaussures blanches. Il n'a pas de veste. Son frère est à côté. Il porte aussi des lunettes rouges. Il a un pantalon vert et une chemise blanche. Xin chào tất cả mọi người.